Nó lon và nó mập như thế này thì mình chỉ cần dùng bằng cái ngón tay mình bấm ra là như cả nhà nhìn thấy không? Cái rau muống mình trồng nó lên khoảng 50 cm chiều dài như thế này, mà cái gốc của nó vẫn non, rất là non này, bẻ nhẹ cái nó đã mềm lên như thế này rồi. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để mình gieo trồng cái cây rau muống làm sao cho nó hiệu quả cao và nhanh, nhất là cái thời điểm mà thời tiết ở Vương quốc Anh hoặc là các nước châu Âu hoặc những cái quốc gia mà có thời tiết rất là lạnh. Thường thì hàng năm những cái thời điểm tháng 3, tháng 4, tháng 5 nó vẫn còn lạnh. Cái cách của mình chia sẻ hôm nay đây là làm sao để mà mình gieo được cái hạt rau muống mà bất cứ thời điểm ngoài trời bây giờ là về đêm, hiện tại mình chia sẻ với mọi người đây nó vẫn là 1 độ, vào thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4, thời tiết nó rất lạnh mà mình vẫn gieo được cái rau muống ăn. Thì cái hình thức là mình sẽ tìm cách mình gửi hạt giống từ Việt Nam qua, như của nhà mình đây thì thường là nhà mình cứ gửi qua khi mà mình dùng hết. Tất nhiên là cái cước phí thì nó cũng hơi mắc, thì nhà mình chỉ gửi ít một thôi chứ không gửi theo trên 1 cân, gửi 5 lạng hoặc là 4 lạng thì mình sẽ cái tiền cước phí nó sẽ giảm đi một chút và mình sẽ có cái hạt rau giống thường xuyên để mình gieo. Cái cách để mình gieo như thế này thì mình sẽ chia sẻ mọi người ngay đây. Khi hạt giống bỏ ra thì mình sẽ bóc hạt giống hạt rau muống và mình sẽ cho vào cái bát như thế này đó. Trước khi gieo thì mình sẽ cho vào nước hơi ấm ấm, mình rửa, mình sát đi, mình sát cái vỏ của cái hạt rau muống như thế này đó. Nó như kiểu là cái đỗ xanh mà khi mà mình làm ra đỗ đấy, thì mình nên rửa qua sát cho cái mặt vỏ nó hơi chảy chảy ra. Cái lý do là nó vừa sạch cái độ sạch của cái hạt để khi mọc rễ mình không sợ rễ nó bị thối, và cái thứ hai nữa là cái vỏ nó bị bật ra thì là cái mầm nó phát triển rất là nhanh. Thường mọi người nhìn thấy rau muống khi mình gieo cái hạt nó tròi lên hẳn cả một đốt tay rồi mà nó vẫn còn cái vỏ nó bọc lại rất là chặt, thậm chí là cái lá nó bị hỏng đi, thì bằng cái cách thức là mình phải vò như thế này, mình phải vò sát như thế này, sát kỹ cho nó sạch đi, càng mạnh tay càng tốt nhé. Đó, đấy, tất cả các cái bẩn như thế này nó sẽ ra hết, và sau đó mình đổ đi, mình sẽ cho bằng cái nước sạch ấm, nước độ ấm khoảng 30 độ, 25-30 độ, hơi ấm ấm tay một chút. Như thế này thôi, mình sẽ cho nước ấm vào, ngâm đúng 10 tiếng. Nó có một cái số cái hạt nó nổi lên khi mà mình ngâm nước thì là chứng tỏ cái hạt đấy nó không đạt tiêu chuẩn. Thì mình loại bỏ nó ra và mình để như thế này trong vòng 10 tiếng. Sau khi ngâm nước 10 tiếng thì mình sẽ bỏ ra và dùng bằng cái hai cái tờ giấy của nhà bếp, nòng bếp, mình sẽ xấp nước ướt qua đi. Đồng thời dùng một cái khăn mặt như này, mình cũng xấp nước ướt qua đi mà mình để vào trong một cái hộp. Và mình sẽ để cái giấy này vào bên cạnh kế tiếp. Mình sẽ đổ hạt ra cho nó ráo nước đi và mình sẽ rải vào trong cái tờ giấy như thế này. Đó, sau đó mình sẽ
phủ cái tờ giấy cho cái hạt nó đều lại và mình đưa vào trong cái hộp hoặc là hai cái bát úp, bất cứ một cái gì đó mình có thể mình phủ được nó lên như thế này. Và mình đậy nắp kín lại để vào nơi ấm áp, để vào nơi trong bếp, trong nhà, những cái chỗ mà nó có gần cái sưởi hoặc là cái độ ấm nó cao thì mình để vào đó trong vòng mấy ngày, tùy theo cái độ ấm nó sẽ nảy mầm ra trước khi mình đưa ra ngoài mình gieo. Được 1 ngày 2 ngày mình ủ, mình mở ra mình cảm thấy cái độ ấm nó khô nước thì mình lại phải dưới một tí nước vào lên phía mặt trên cái khăn này để cho nó có cái đủ cái độ ẩm. Sau khi mình ủ được 3 ngày rưỡi thì hôm nay mình sẽ bỏ ra cái hạt giống ra, mình sẽ cho mọi người xem cái hạt của mình ủ trong vòng 3 ngày rưỡi đó. Các bạn nhìn thấy không, nó như là da đỗ. 3 ngày rưỡi thôi, nếu mà thời tiết ấm thì có thể 2 ngày rưỡi nó đã mình đã bỏ ra mình gieo được rồi. Như thế này là bây giờ mình bỏ ra mình ra đất mình gieo. Năm nay thì mình sẽ trồng rau muống bằng cái hình thức cái chậu tròn như thế này. Một nửa là Vinh Lê không đục lỗ thùng và một nửa mình đục lỗ, để cho chia sẻ cho mọi người bằng hai cách thức khi cái cây rau muống nó mọc lên thì mình sẽ chăm bằng hai cách thức. Cái cách của Vinh Lê thì bằng trồng bằng rau muống bằng nước thì là nó non và nó mập cộng hơn và nó ăn được nhiều lần hơn khi mà mình thu hoạch. Mỗi một lần nó cộng to, nó mọc lên mình tỉa mình cắt ăn thì nó sẽ mọc lên nhánh rất là nhiều khi mà trồng bằng hình thức nước. Những cái chậu mà có lỗ thì mình để ngoài, mà khi thời tiết nó mưa gió thì mình để ngoài thì không sao. Bằng những cái thùng chậu nhỏ như thế này, mỗi một khi mà lúc mà thời kỳ nó đang phát triển, lúc còn nhỏ thì mình sẽ tiện cho mình mà bê ra bê vào hoặc là che đậy để tránh cái lúc mà nó bị mưa gió. Thì cái đất thì mình cũng như chia sẻ, cái đất mình đã dùng bằng cái loại đất compost hoặc là bằng cái thuốc xoay đều được hết khi mà mình dùng cái hạt giống như thế này. Và mình sẽ gieo rắc bằng hình thức mình rắc nó đều xuống. Đó. Bằng hình thức mình rắc nó lên, không không nên dày quá, bởi vì là khi cái giống này nó còn đẻ nhánh ra thì mình cũng không cần phải nhất thiết phải cho cái hạt nó thật dày. Khi càng dày thì cái độ cây nó, thân cây nó lên nó lại càng không được mập. Thì mình cứ san ra làm sao để cho nó đủ tiêu chuẩn cái độ mà mỗi một cái thân cây khi nó phát triển lên nó to bằng ngón tay của mình đó, thì mình rắc lên như thế này. Bằng hình thức như thế này thôi, mọi người thấy không? Rất là đơn giản. Cái rau muống nó rất là đắt ở nước ngoài, với như ở Việt Nam mình thì không nói rồi, mình mua thì thậm chí là mình sợ ảnh hưởng về cái thuốc, người ta phun thuốc kích thích. Còn cái mình tự trồng bằng tay của mình đây thì mình cảm thấy là nó là an toàn tuyệt đối 100%. Kể cả là những cái rau trồng ở vườn đây thì mọi người cứ nói là bảo là sợ thuốc mới lại sợ phân, nhưng mà tất cả các loại rau Vinh đây chia sẻ một một cái chia sẻ nho nhỏ là cây rau nó cũng như con người mình thôi, nếu mà mình không có chất ăn vào hàng ngày để mà có cái dinh dưỡng để nuôi cơ thể thì cái bản thân mình cũng sẽ không sống được. Thì cái cây rau cũng thế. Tất cả các cái thuốc và cái phân để bán cho phát triển trăm cây rau ở ngoài siêu thị, ngoài ngoài đồ bán đồ làm vườn, thì mọi người cứ yên tâm là mình mua về mình trồng được thì cây nó mới mập, nó mới cho mình có hiệu quả để mình thu hoạch. Chứ còn nếu mình không tưới cái gì, chỉ có đọc nước thôi, thì cây nó không bao giờ có cái hiệu quả cho mình để thu hoạch được cái rau ăn, mà nó chỉ có cằn cỗi thôi. Thì bắt buộc mình vẫn phải trồng cái quá trình là mình phải chăm bằng cái thức ăn cho cây rau. Nhưng khi chăm, khi bón những cái phân đó thì mình bắt buộc mình phải để tối đa trong vòng 10 ngày hoặc là một tuần sau thì mình mới được hái rau mình ăn. Thì đấy là cái quy trình của cái thuốc khi mà mình dùng cho những cái cây rau. Là tiêu chuẩn nó là phải như thế mới là chuẩn nhất, chứ không phải là mình tưới xong mình vào mình ăn ngay hoặc là mình hái mình ăn ngay thì cũng không tốt cho sức khỏe. Sau khi như thế này thì mình sẽ phủ đất lên.
Mình phủ một lớp đất, nó rơi vào khoảng một ngón tay thôi nhá cả nhà. Một lớp đất nó dày lên khoảng tầm như thế này thôi, để cho cái mầm nó phát triển lên, nó đội lên. Khi mà cái vỏ của cái hạt nó bật ra thì là chuẩn nhất khi mà mình đưa đất lên. Mình đừng cho dày quá, để khi nó mọc chồi được lên thì có thể là nó bị mất thời gian lâu hơn mà nó sẽ bị thối rễ. Lý do là nhiều khi là cây rau muống nó chồi lên rồi mà tự nhiên nó lại héo đi, là một trong những cái lý do là đất mình phủ lên dày quá. Khi mà nó chồi được lên, ngoi được lên trên mặt thì nó mất thời gian quá dài để cho cái mầm nó phát triển, cái rễ nó không phát triển được nữa thì nó sẽ bị thối rễ. Đấy là mình cũng chia sẻ một cái lý do nho nhỏ mà rất nhiều người thắc mắc trong thời gian vừa qua về cách thức trồng rau. Mình phủ đất lên xong thì bây giờ mình sẽ phun qua một cái lớp mỏng của cái nước mình xịt vào. Mới đầu thì mình dùng bằng nước ấm thì càng tốt. Mình không nên cho nhiều nước quá, đó, chỉ một chút như thế này thôi để cho cái bề mặt của cái đất nó có cái độ ẩm. Khi mà nó tiếp xúc cái thời tiết nó nắng hay là nó ấm thì nó sẽ làm cho cái hạt này mầm lên rất là nhanh. Cái cây nó sẽ mọc lên trong vòng một vài ngày. Sau đó mình sẽ bọc cái giấy để bọc thức ăn vào cái mặt bề mặt của cái chậu như thế này để cây nó rất là đảm bảo. Đó, như thế này là đã hoàn thành xong công đoạn mình gieo hạt nảy mầm và trồng ra ngoài đất. Ban ngày mình để cho độ ấm ánh sáng lọt vào, còn ban tối thì mình sẽ dùng một cái miếng bìa, tốt nhất là miếng bìa hay là miếng bạt mình phủ lên như thế này. Ngày hôm nay là ngày thứ 5 thì nó đã mọc lên như thế này. Mình chia sẻ cho mọi người cái cách thức gieo cái hạt rau muống vào thời điểm tháng 3 hẵng còn lạnh như cách của Vinh Lê như thế này là đảm bảo 100% đã là hiệu quả và đã thành công. Như mọi người thấy hiện tại bây giờ nó còn đang mọc lên rất nhiều, bởi vì mình gieo cũng dày, một số hạt nó chồi lên trước và một số nó còn đang lên. Cái cách thức mà vào thời điểm tháng 3 thì nó hẵng còn lạnh thì bắt buộc mình phải bê vào trong bếp, như hiện tại của Vinh Lê đây là bê vào trong bếp. Mình bê vào trong bếp hoặc là bê vào những cái nơi có chỗ ấm áp, mái che. Hình thức nếu mà mình để vào gần sưởi thì mình phải bọc qua cái cling film, cái giấy bọc thức ăn như thế này lên cái mặt của cái chậu để cho nó có độ ẩm, cho cái lá khi mà nó chòi lên nó đỡ bị khô, và nhất là cái vỏ của hạt nó bám lại thì nó sẽ bị hỏng cái cây rau đi. Và đồng thời cũng có thể mình dùng bằng một cái miếng vải như thế này, mình mua một cái túi để bọc cây thì mình cũng có thể mình bọc qua lại như thế này qua đêm khi mà mình bật sưởi. Cái hạt như thế này mà trước khi mình những cái hạt mà nó khó bóc cái vỏ ra thì các bạn nên nhớ rằng phun qua chút nước vào cái mặt vỏ cho nó mềm, và sau đó mình cũng phải dùng tay mình rảnh thì mình bóc cái hạt ấy ra. Và khi mình bóc thì rất là cẩn thận, đừng để cho nó bị đứt cả cái ngọn cây rau. Cái cách như thế này thì đảm bảo với mọi người là có rau muống ăn thường xuyên vào cái mùa hè năm nay. Rau muống sau đúng một tuần, hiện tại bây giờ đang phát triển nên rất là tốt. Mình chỉ có chờ đợi cái thời tiết nắng ấm mình sẽ đưa ra ngoài. Hiện tại thì mình vẫn để trong, sáng bê ra tối bê vào. Hình thức như này thì cây rau muống nó sẽ trụ được. Khi nó đã lẩy hết mầm lên trên khỏi mặt đất thì cái rau muống lúc đầu nó vàng và bây giờ nó sẽ phát triển xanh trở lại. Mình sẽ chia sẻ cái cách thức để mà chăm như thế nào, bón phân như thế nào khi mà cái cây rau muống nó phát triển, khi mà nó phát triển lên tầm 10 cm. Mình sẽ có một cái clip kế tiếp khác để chia sẻ cách chăm sau khi đã thành công cái gieo hạt nảy mầm như thế này rồi. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm theo dõi kênh. Đừng quên đăng ký và ủng hộ Vinh Lê để cho clip nó một ngày một phong phú hơn. Mình sẽ tận tâm để chia sẻ tất cả các loại rau Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.